Khô mực nha quý vị. 1 ký là tận 100 mấy quên rồi. Ủa 1 triệu 1 triệu mốt. Mà tôi mua 300 gram. Bữa nay tôi sẽ làm món cơm trộn với khô mực, tụi nó chịu ăn không? Chắc chắn là chịu ăn rồi. Cái vấn đề tôi nói đây á, trộn cơm với miếng khô mực bự này với một hộp ức gà cũng tương đương cái giá này. Coi cái nào nó ăn cơm nhiều hơn, cái nào sẽ tiết kiệm hơn. Tôi nghiền nhỏ trộn cơm vài chục giây không mất thời gian nha. Trời ơi, nó hủy cái mùa sống rồi nữa. Tôi mua ở cái tiệm khô Quỳnh Thảo gạch giá Kiên Giang mà bà già tôi lúc trước mua dùm chỉ có mấy trăm ngàn mà bự hơn nha, còn cái này tới 1 triệu ngoại ký mà nó không có bự bằng. Ăn hủ tiếu gần chỗ bán khô, hỏi thấy giá cao quá mua có 300 gram thôi. Vậy tao đi làm đồ ăn nha, tao đi nướng khô mực nha. Giờ chúng ta vô chiều đãi khách thúi nướng nào. Còn đây là biểu cảm của Dẻ khi nhìn thấy món mình thích. Ngon không Dẻ? Trời ơi Dẻ hửi là Dẻ khoái à. Thằng Đức Dẻ cái đó 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 đó. Đó. Còn bày ngựa nè. Ngon không? Ôi ba con này nói gì nữa? Nói gì nữa? Khiều hả? Ý là chưa có nướng lên mà thơm ác nữa. Rồi đi vô chiều đãi khách thúi nướng nha. Giờ tới bày khách thúi còn sao nè. Đừng ăn cắp con à. Chê nha quý vị. Bưởi nó không phải mèo nó chê nha. Rồi tới ăn đếm coi. Thơm không? Thơm không? Khoái lắm mà con đếm nó khác người ta. Những cái gì nó khoái nó càng sợ. Tại vì những cái món ăn càng ngon là nó sợ nó ăn giật nó bị người ta đánh. Con đếm này rất là kỹ. Mình đưa vậy nó không dám ăn luôn á. Mà mình để dưới đất là tất cả bỏ chạy liền đó. Con này nó từng chảy nè. Những cái gì càng ngon nó lại càng sợ nè. Bởi vì cái gì ngon quá thì toàn là bẫy không à. Em cái tụi này nó không có ưa thằng Phương. Nó thấy người lạ nó sợ. Mà cái trời trời, thằng Phương nó cầm cái bọc khô mực bước vô thì bao nhiêu đứa bước ra. Nó coi cái độ ham ăn của tụi này như thế nào. Nguyên đám xông ra ngoài quá. Giờ cho tụi nó thử một cái đi. Hãy xem cái tiếng của con đi. Thơm quá thơm. Ôi thơm phức hả, muốn cạp liền luôn. Mừng lắm. Tôi nói rồi con mèo nào mà nó kén ăn cho thử miếng khô mực thôi. Đó nhỏ con kìa. Nó chưa có nướng bà ơi, phải nướng. Trời lụm ơi, lụm ơi. Ôi ghê vậy. Thôi lộ bản chất nha. Giờ nói chuyện đi. Ai muốn ăn thôi, kêu càng lớn là cho ăn. Kêu. Nó giờ khùng nhiều chuyện. Thôi đi ra ngoài nướng nè. Đi. Go. Go. Cái gào. Chị ngầu xuất hiện không dám đưa cho ngẫu giật thiệt à. Ờ mèo khoái sáng con mắt lên. Ngầu nó giật nó bỏ chạy cái mẹ. Ngầu sao? Nọ. Ê đi ra ngoài. Khô mực nào. Ờ chị ngầu chạy trước. Tay anh lúa. Theo một con cỏ trộn luôn chạy như chó vậy nè. Tay tôi canh này thì Phương nó lấy lửa. Lấy hột quẹt. Lấy dĩa đựng đồ ra hết trơn ha. Hồi nướng lên nó thầm lưng. Để coi tụi bay biểu cảm như thế nào. Thế à, khế nè. Bậy. Không được. Ê bật lửa cái cháy dầu thấy mẹ mày đó luôn. Đi chút. Dạ đi bà. Giờ tôi sẽ nướng một miếng này thôi ha. Tôi sẽ cho bạn ít thôi. Tôi trộn chung với cơm coi có tiết kiệm được gì không. Đây mà hết 300 mấy nè. 1 ký này là 1 triệu mốt nha quý vị. Mua 300 gram thôi. Mà tránh hết lửa nha, lửa nha. Nó một miếng vậy thôi. Khô mực mắc chứ không tiết kiệm bằng gà đâu. Một con không đủ hả? Tao nói đủ mà tính sao? Thửa chút xíu mà khô mực tụi nó chịu ăn với cơm. Mày nghĩ hai mấy con mèo đó. Khô mực là nó bắt cái mũi con mèo dữ lắm. Rồi hết lửa luôn. Giờ chín tới. Đáng lẽ nướng một chút xíu được rồi mà muốn cho nó chết vi khuẩn này nọ đó. Hơi chín. Thơm quá bay, thơm mà thơm. Thơm quá. Nóng thấy mẹ mày đó. Không mỏ chứ mẹ mày đó, mày ăn thử đi. Không mỏ mẹ mày. Lỡ. Thơm mà nóng thấy mẹ vậy đó, ai dám cạp. Ê con nào mày không ăn á, chạy tay thang ngậm chạy. Quỷ ngầu á, thế nào cũng bị à. Đâu? Ngậm chạy đi. Đâu dám lại gần đâu. Bây giờ là chụp liền. Thấy ngầu ha. Không những nướng cho mèo ăn còn nướng là để dành là mình ăn ké luôn nha. Nướng là bỏ vô cái ai bậy bà nó. Tôi coi trên mạng là người ta nướng đồ ăn là con mèo nó lại sát được cái gâu vô quéo cái gâu. Còn tụi mèo nhà tôi rất là khôn nha quý vị, đang nướng có lửa là chạy hết chứ không có gì ở lần. Cho mẹ em coi mấy mèo tây á, quéo gâu rồi còn mấy con nó quá trời khôn ha, có lửa là né liền. Ờ rồi nó núp xa hết trơn, không dám ở kế cái chỗ nướng khô mực luôn. Mà sao con cỏ què có đẹp đi sát sát cứ như là chờ đợi người ta xí cô hồn giật đồ hay sao á. Nhưng mà tôi thấy lạ, mấy con mèo lớn tuổi nó trốn nóng không nói gì mà tại sao những con nhỏ nhỏ nó biết cái đó nóng mà nó trốn tránh ta. Khôn đó. Cái ông bà khế thúi chỉ cho rồi. Đừng lại gần lửa quéo gâu của mẹ mày luôn. Thế dạy cháu giỏi quá, cái chuyện nguy hiểm là cháu tránh xa hết trơn rồi ha. Giỏi lắm con. Good. Giỏi. Khô Quỳnh Thảo nè. Đưa 500 thời lên 170. Là tôi chọn cái chỗ mà cái miếng bự nhất á, không có nhiều miếng nhỏ hơn là miếng bự nhất. Làm 1 ký là 1 triệu mấy. Nướng khô mực xong nó còn nóng là phải đặt liền, quên chứ. Ê hở cho ai nè lúa. Hở cho thử sức nóng khô mực ta. Vừa còn nóng là phải đặt liền. Cho nó gà nướng cái này. Cái nhận mặt. Mày ác quá. Con mực để nó nguyên tao ăn nó ngon mày đập cái gì vậy. Ác quá ác à.
cái này còn nóng hổi đập liền. Đây, đập liền. Nóng hổi, thơm phức. Ôi ôi cái mùi thơm nồng nàn của mùi mực nướng. Quá trời đã này, khí mừng lắm em. Mừng á, thể hiện vui vẻ. Không cần mực cũng vui vẻ. Miễn tôi ra đây rồi nó nằm nó tăng liền. 55.000 con hả? Rẻ hơn ở ngoài bán khô xe đẩy này. Xe đẩy bán con nhỏ xíu là 5 mấy ngàn. Rẻ hơn chút xíu á. Nếu mà má ta mua là rẻ hơn nữa. Ui đập xong nhìn nó ngon nó đã rồi. Nó bụng liền luôn vậy đó. Thơm phức quá giỏi ha. Bây giờ cái miếng này tụi nó cạp vô là thì phải dành cho mèo ăn rồi đó. Chứ mình không có ăn rồi. Thôi nó liếm cái xác khô mực nó chảy nước miếng thèm vậy hả Thế? Thế ơi. Cái gì ngon ngon nó ăn rồi nó chảy nước mắt rồi. Con này nó dễ nuôi dễ sống lắm. Miễn ăn ăn đồ ngon là vui vẻ hạnh phúc liền. Có thể cái ăn ăn đồ ngon xíu là chảy nước mắt nữa kìa. À tao đang tập trung con Thế. Mày tính ăn dụng hay nào? Đây chị Miêu đâu có xuất hiện khi có con Thương đâu. Bữa nay sao dễ thương quá vậy? À dịu dàng dễ thương đấy. Coi người ta có cho mình ăn không? Họ chọn cơm ăn chứ ăn không đâu con. À dễ thương lại liền. Mũi cỏ cái mặt như đi săn. Như đang giật cái hồn. Nhọn thèm thấy mẹ luôn. Coi coi xin ăn nhõng nhẽo kìa. Mèo nó dắt con mèo lại xin ăn quý vị ơi. Giật giật cái đuôi là khoái đó bà con. Cái này có đồ ăn ngon quá. À chị này cũng bắt chước mẹ đồ. Mày không có được dễ thương giống mẹ mày Mèo. Mèo giật mình lần đầu thấy ngầu mẹ nó nên Phương. Trời ơi nhõng nhẽo Phương chứ trời ơi ngựa bà. Phương giả bộ giúp ngầu một cái. Công nhận thứ gì vậy trời. Trả lời luôn kìa. Con ngầu nó nổi tiếng là chở mặt như bánh tráng. Ngày xưa nó nịnh đi Khế chăm con cho nó. Giờ nó nịnh Phương để làm gì hiểu ha. Những cái lại gần cái miếng khuôn mực. Đụng cái mỏ vô là cạp liền. Đi vô trộn cơm có ăn được bao nhiêu cơm. Go. Lúa là quay phanh nhất nha. Không có loại dẹo dẹo xin ăn gì hết. Ngồi chỗ dầm. Ăn không lúa. Nước nước miếng nghe quá vậy. Chị Lâm không dám bước ra. Bây giờ tôi sẽ xé ra nha. Mực nè nướng xong rồi, đập xong rồi nè. Xé rồi đổi mình quay coi nó ra cái gì. Mất công xé khuôn mực đúng không? Thử cái máy này ổn không? Go, vô. Bấm nút nha. Đầu tiên nứt một cái coi nó xay nát khuôn mực không. 1, 2. 5 giây. 5 giây coi thế nào nha. Thôi quay thêm đi. Cái còn bự quá. Mất 2 nha. Chưa tới 15 giây nha quý vị. Xem nha. Trời ơi. Đây. Khô mực chưa tới 15 giây mà nó nát như thế này rồi. Tiết kiệm rất là nhiều thời gian mà xé khô mực. Chứ hồi nãy giờ mà xé được bao nhiêu đây. Chắc là phải mất có 20 phút mà xé nhanh đó. Vừa đủ cho mình ăn luôn nè. Nhưng mà cái này trộn cơm cho mèo phải xay thêm. Tôi sẽ quay thêm có chừng 15-20 giây nữa để coi coi nó nát không. Trộn chung với cơm mà. Nhưng mà được như vậy là quá trời hay rồi. Thơm á. Nhiều cái nó mịn mà nó tỏ cái mùi thơm ra. Mình trộn với cơm cũng rất là ok. Những cái bụng mình đây nè. Hòa lẫn với cơm là con mèo nó khỏi lựa đồ ăn luôn. Ấy, mịn nát mà khô mực nha. Khô mực nguyên miếng bự nha. Nó là làng nãy giờ. Ăn khô mực chỉ giá 55.000 xay ra còn nhiêu đây nè. Nhưng mà bao nhiêu đây tôi sẽ trộn với một tô cơm hơi đầy nha. Thử trộn bằng một cái phần ức gà cũng 50.000 đó. Để coi tụi nó ăn không.